Thưa quý vị, mới đây, nhóm các nước công nghiệp và phát triển hàng đầu thế giới G7 đang thảo luận việc áp giá trần đối với dầu mỏ nhập khẩu vận chuyển qua đường biển từ Nga ở mức từ 65 đến 70 đô la Mỹ một thùng. Sự kiến G7, EU và Australia được cho là sẽ áp giá trần đối với dầu của Nga vào ngày 5 tháng 12 tới. Tuy nhiên, trước những đề xuất hiện nay vẫn còn có nhiều ý kiến trái chiều giữa các quốc gia thành viên. Sau nhiều tháng căng thẳng và tranh cãi về câu chuyện áp giá trần lên khí đốt và dầu của Nga nhằm phản ứng với chiến dịch quân sự đặc biệt mà nước này phát động tại Ukraine, mới đây Liên minh châu Âu EU cuối cùng cũng đã đưa ra được một đề xuất cụ thể. Theo đó, khối này vừa đề xuất áp giá trần khí đốt ở mức 275 euro một MWh. Đây là một công cụ mạnh, đồng thời cũng là giải pháp cuối cùng để ngăn chặn tình trạng giá khí đốt tăng cao, kiểm soát nhu cầu hướng tới bảo đảm cung cấp đủ khí đốt cho châu Âu. Các chuyên gia năng lượng cho rằng việc tính mức giá trần này chịu ảnh hưởng rất lớn bởi đợt tăng giá cao chưa từng thấy hồi cuối tháng 8 vừa qua, khi giá khí đốt giao dịch trên sàn TTF của Hà Lan lên gần 350 euro một MWh. Ngoài ra, việc áp mức giá 275 euro một MWh cũng dựa trên rất nhiều nghiên cứu dự báo của các tổ chức tài chính và năng lượng lớn. Nhìn chung, mức giá trần 275 euro trên 1 MW mà Ủy ban châu Âu đề xuất được tính toán dựa trên rất nhiều yếu tố phức tạp và điều kiện áp dụng mức giá trần này cũng không đơn giản, nên nhiều khả năng mức giá trần này có thể sẽ không bao giờ được áp dụng trên thực tế. Tuy nhiên, trước mắt về lý thuyết thì nếu các lãnh đạo các nước châu Âu bật đèn xanh thông qua mức giá trần này thì Ủy ban châu Âu sẽ có một công cụ tương đối mạnh để can thiệp vào thị trường năng lượng. Thế nhưng ngay sau khi con số được đưa ra, các nước thành viên EU đã có những quan điểm rất khác biệt. Mức giá trần mà Ủy ban châu Âu đề xuất là quá cao và cần phải hạ mức giá trần này xuống. Bởi ngay khi chỉ cần giá khí đốt tiệm cận với mức giá trần mà Ủy ban châu Âu đề xuất, thì cũng có rất nhiều quốc gia châu Âu không thể mua được khí đốt một cách lâu dài. Một số nước như Ba Lan, Bỉ hay Tây Ban Nha ủng hộ mức giá trần, trong khi Đức, Hà Lan, những nước e ngại nhất việc áp giá trần khí đốt, hiện vẫn chưa thể hiện quan điểm ủng hộ hay phản đối mức giá mà Ủy ban châu Âu đề xuất. Do đó, cuộc họp của Bộ trưởng Năng lượng các nước EU trong ngày 24 tháng 11 dự kiến sẽ rất phức tạp, bởi giống như lo ngại lớn nhất từ nhiều tháng qua tại châu Âu, sẽ rất khó có một chính sách năng lượng có thể đáp ứng được với đòi hỏi và lợi ích của tất cả 27 quốc gia thành viên EU, bởi các quốc gia này có các điều kiện về hạ tầng năng lượng, về tiềm lực tài chính hoàn toàn khác nhau. Cơ chế điều tiết thị trường năng lượng châu Âu đang hết sức đáng lo ngại, đặc biệt về việc áp giá trần khí đốt, bởi cơ chế này sẽ tác động đến ổn định tài chính cũng như sự an toàn nguồn cung khí đốt. Sau đó, như chính ủy viên phụ trách năng lượng của Ủy ban châu Âu, bà Carrie Simpson thừa nhận, việc kích hoạt cơ chế áp giá trần năng lượng chỉ là giải pháp cuối cùng và đây cũng chỉ là một giải pháp tạm thời. Việc EU có thông qua được đề xuất này hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Trước mắt, như dự báo của nhiều tập đoàn tài chính và năng lượng lớn, thị trường năng lượng châu Âu vẫn sẽ chuyển động dựa trên quy luật cung cầu. Trong những tháng tới, giá khí đốt tại châu Âu được dự báo sẽ có ít biến động mạnh. Tuy nhiên, nguồn cung năm sau được dự báo sẽ phức tạp hơn nhiều, nên từ hè 2023, châu Âu sẽ lại tiếp tục chịu các tác động mạnh về giá. Bên cạnh đó, phản ứng của hai quốc gia khách hàng lớn nhất của Nga là Trung Quốc và Ấn Độ về các lệnh trừng phạt của phương Tây để có thể tiếp tục mua dầu của Nga hay không cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến tác động của biện pháp áp giá trần dầu mỏ lên Nga. Tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ 9 vừa diễn ra ở Siem Reap, Campuchia, Ấn Độ đã tái khẳng định sự ủng hộ về một trật tự tự do, rộng mở và bao trùm tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhắc lại cam kết của nước này trong việc xây dựng và duy trì hợp tác thiết thực hướng tới tương lai và mang định hướng kết quả giữa Ấn Độ và các quốc gia ADMM+. Sự hợp tác này nhằm tăng cường an ninh hàng hải trong khu vực và an toàn của cộng đồng toàn cầu. Ấn Độ cũng hy vọng rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông sẽ hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, và không làm phương hại đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia không tham gia vào các cuộc đàm phán này. Ấn Độ cũng nêu ra vấn đề khủng bố xuyên quốc gia và xuyên biên giới. Tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ 9, có Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng các nước đối tác gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Liên bang Nga và Mỹ. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn tham dự hội nghị.
Vào lúc 4 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, ông Anwar Ibrahim đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia sau khi được quốc vương phê chuẩn làm Thủ tướng thứ 10 của nước này. Phát biểu tại lễ tuyên thệ, tân Thủ tướng Malaysia Ibrahim khẳng định nỗ lực hết sức thực hiện trọng trách trên cương vị mới, phục vụ đất nước và người dân. Ông Anwar Ibrahim sinh năm 1947 và là một chính trị gia kỳ cựu, tham gia hoạt động chính trị từ những năm 1960 của thế kỷ trước, khi còn là sinh viên của trường đại học Malaya. Ông đã kinh qua lãnh đạo các bộ, gồm Bộ Thanh niên, Thể thao và Văn hóa, Bộ Nông nghiệp, Bộ Giáo dục và Tài chính. Năm 1993, ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng. Ông cũng là người Malaysia duy nhất được tạp chí Times bình chọn vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 1998. Khoảng 25.000 thành viên của Hiệp hội Lái xe tải chở hàng ở Hàn Quốc đã tiến hành đình công lớn lần thứ hai trong vòng chưa đầy 6 tháng qua, gây nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu nhiều mặt hàng. Hiệp hội Lái xe tải ở Hàn Quốc tiến hành đình công nhằm phản đối việc chấm dứt bảo đảm lương tối thiểu. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng, các lái xe đề nghị chính phủ kéo dài cơ chế lương tối thiểu trong dài hạn do cơ chế này sắp hết hạn vào cuối năm nay. Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ gia hạn cơ chế thêm 3 năm, nhưng các tài xế xe tải đề nghị áp dụng cơ chế này lâu dài. Tháng 6 vừa qua, các tài xế xe tải Hàn Quốc cũng đã tiến hành cuộc đình công kéo dài 8 ngày, gây thiệt hại hơn 1,2 tỷ đô la do gián đoạn vận chuyển ô tô, thép và các sản phẩm hóa dầu. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết miễn dịch phòng bệnh sởi đã giảm mạnh kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, dẫn đến việc gần 40 triệu trẻ em đã bỏ lỡ một mũi vaccine sởi vào năm ngoái. Năm 2021, thế giới ghi nhận khoảng 9 triệu ca mắc sởi và 128.000 ca tử vong vì căn bệnh này. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh sởi đã liên tục giảm do dịch COVID-19, cùng với các đợt bùng phát dịch diễn ra tại hơn 20 nước, khiến sởi trở thành mối đe dọa cận kề tại tất cả các khu vực trên thế giới. Ước tính ít nhất 95% dân số cần được tiêm vaccine để chống lại các dịch bệnh. Trong khi đó, chỉ khoảng 81% trẻ em được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng sởi, 71% đã tiêm mũi thứ hai, đánh dấu độ bao phủ vaccine phòng bệnh sởi toàn cầu thấp nhất kể từ năm 2008. Sởi là bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp do virus sởi gây nên. Khi thâm nhập vào cơ thể, virus sởi làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến con người dễ mắc các bệnh truyền nhiễm khác như viêm phổi hay tiêu chảy. Các biến chứng nghiêm trọng nhất thường xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn trên 30 tuổi.